Nhằm hưởng ứng chương trình vận động người Việt Nam dùng hàng Việt Nam, vừa qua Công ty Cổ phần Tập đoàn Dinh dưỡng Hoàng gia đã phối hợp với Câu lạc bộ Phụ nữ với tiêu dùng tổ chức buổi triển lãm giới thiệu sản phẩm sữa Nano Curcumin Linh Chi Đỏ tới đông đảo người dân thủ đô tại Công viên Bách Thảo Hà Nội. Tại buổi triển lãm, đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn Dinh dưỡng Hoàng gia, đồng thời là đơn vị phân phối sản phẩm sữa Nano Curcumin Linh Chi Đỏ, vui mừng cho biết các sản phẩm sữa dinh dưỡng cao cấp của Hoàng gia được nghiên cứu với mục tiêu cung cấp tới người tiêu dùng Việt Nam những sản phẩm chất lượng cao tinh túy nhất, tạo ra một văn hóa tiêu dùng văn minh và tiện lợi hơn cho người tiêu dùng, nâng cao chất lượng cuộc sống, bảo vệ và tăng cường sức khỏe hàng ngày bằng các dược liệu quý như đông trùng hạ thảo và linh chi đỏ. Qua cái đại dịch vừa rồi thì là tôi là một trong những cái người mà là đã từng được đến công ty trước đại dịch, thì là hồi tháng 1 năm 2020 thì đã được đến thăm ở nhà máy và thăm công ty, thì chúng tôi mua được rất nhiều cái sản phẩm. Thế thì may mà khi mà đã mua những cái sản phẩm này về thì là bắt đầu dịch là cấm, không có cho những các cái tiếp xúc với lại tụ tập đông các thứ, chợ búa này hay là đi lại, thì những cái sản phẩm này rất có giá trị đối với lại chúng tôi. Là vì thế này, sáng ngày ra thì là không cần phải đi ăn sáng ở đâu, trước thì cứ phải là buổi sáng đi ăn sáng, nhưng mà nhờ có cái sản phẩm này mà chúng tôi chỉ cần là mua mấy cái gói bánh khô thì cứ một buổi sáng là một cốc sữa này với lại bánh khô là coi như chúng tôi giải quyết vấn đề là không cần phải ra ngoài. Thì đấy là cái sản phẩm của công ty vừa có chất lượng mà lại vừa giúp được chúng tôi không phải đi lại. Thì đấy là một cái mà trong cái dịch như thế. Thì hôm nay thì là cũng là qua chúng tôi sau khi đại dịch rồi thì là được lệnh là không phải là giãn dân nữa. Thì chúng tôi tụ họp ở đây là sinh hoạt kỳ 65, thì cũng lại được công ty đến để mà mang cái sản phẩm này đến bán. Cho nên rằng là rất nhiều những cái phụ nữ của chúng tôi là những cái người mà luôn luôn là lo cái bếp của gia đình, thì cũng đã là mua được cái sản phẩm của công ty để mà cho gia đình, cho các cháu và cũng cho bản thân chúng tôi, những người già cũng rất là tốt. Thế cho nên rằng là các anh là cố gắng phát huy cái công ty, và chúng tôi cũng hy vọng rằng là sẽ có một ngày nào chúng tôi lại trở lại để mà thăm nhà máy và thăm công ty, thì là để mà được thưởng thức những cái sản phẩm mà là chúng tôi rất là thích. Đấy. Nó vừa dễ uống mà nó lại vừa giải quyết cho cái chuyện là mình không có cái dinh dưỡng để cho mình không phải lo những cái chuyện sức khỏe. Với sản phẩm chất lượng, thương hiệu sữa Nano Curcumin Linh Chi Đỏ đã nhanh chóng nhận được phản hồi tích cực của người tiêu dùng. Dự kiến thời gian tới, doanh nghiệp này sẽ tiếp tục khai trương thêm nhiều đại lý trên cả nước để người dùng có cơ hội sử dụng sản phẩm sữa của Hoàng gia.